Mến chào quý bà con, cô bác, anh chị mình trở lại với kênh Bonsai Dừa Hoàng Linh ha, nơi chia sẻ cũng như học hỏi kinh nghiệm trồng và nuôi dưỡng cây dừa bonsai Việt Nam ha. Thì Linh đã quay cái series hướng dẫn trồng bonsai tại nhà, bonsai dừa tại nhà ha mọi người. Thì cái tập mình phát hành được 4 tập rồi. Đó, cái tập này là cái tập thứ 5 mà mình quay liên tiếp luôn ha mọi người. Đó, để mình đối xứng hai cây cách cắt như thế nào cho mọi người dễ biết ha. Thì đây thì chúng ta cắt giữ lại phân nửa để cho nó mọc lên, rồi đến khi mà cái cây như thế nào để chúng ta cắt nữa, thì ở đây có hai cây so sánh cho mọi người ha. Đó, rồi bây giờ là Linh sẽ bắt đầu quay cặn lại chỉ chi tiết cho mọi người dễ hiểu hơn ha. Thì cái tập 4 thì chúng ta đã xử lý cái cây như thế này, thì chúng ta cắt xuống nè, chừa lại một ít như thế này để cho nó mọc lên, rồi đến giai đoạn nào nữa thì chúng ta xử lý tiếp nữa ha mọi người. Thì Linh quay liên tục hai clip luôn đó. Nhưng mà Linh sẽ chia ra từng tập ha. Thì cây này chúng ta hồi nãy mới cắt xong là tập 4 nè. Đó, mọi người nhìn kỹ lên một lần nữa ha. Thì chúng ta cắt phân nửa, thì chừa lại phân nửa và cắt bè nhỏ trong ha, bè non trong ha. Đây. Rồi đến khi cây đã phát triển như thế này, đây, đây là cái chúng ta cắt chừa lại một ít nè mọi người nè, chừa lại một ít nè, đây ha. Đó, rồi sau cái đoạn này nó sẽ mọc dài lên nè, nè nó mọc dài lên mọi người thấy không? Đó, nó sắp tới cái bè chuẩn, cái này là cái lá làm chuẩn đó mọi người, nó sắp tới cái bè làm chuẩn rồi nè, là chúng ta cắt được rồi. Đối với cây này thì lá dài ha. Lá dài cho nên chúng ta cắt sớm chút, còn lá ngắn như cái cây này thì chúng ta đợi tới cái nách này cắt, hoặc là thấp hơn cũng được mọi người. Thì chúng ta cắt xong là nó vẫn còn phát triển lên một phân hoặc là hai phân nữa nha mọi người, cho nên là chúng ta nhắm nhắm vừa vừa, thấy cái lá nó vừa vừa đồng đồng đều với cái này thì chúng ta cắt ha. Cái lá này thì không được đều nè, đó, tại cái lá này dài, cái này mình chỉ hướng dẫn mọi người thôi, chứ sau này mình cũng bỏ mấy cái lá này xuống lá để mình lấy cái gốc nữa mọi người. Cái này mình cũng xuống được hai lá ba lá nè. Đó, nhưng mà cái cách kỹ thuật là như vậy. Thì cái lá khi mà chúng ta lên đây lên cắt chừa phân nửa, thì nó chừa một ít thế này, thì nó sẽ phát triển cái cọng này, cái bẹo nó sẽ phát triển lên nè. Mọi người thấy bên đây cái bẹo của nó nè, đó, nó sẽ phát triển cao lên vậy. Đó, còn cái chỗ này là cái chỗ hồi trước chúng ta cắt nè, mọi người thấy không? Đó, nè, cái chỗ này cắt nè mọi người. Nè, đó, đối với cây này thì chúng ta đã phát triển được vậy, thì chúng ta tiến hành cắt tiếp ha. Cái cây này là cái cây dừa tam quang, dừa dứa tam quang màu vàng rất là đẹp mọi người. Đằng kia mình có hai cây to đó mọi người thấy không? Đó, thì chúng ta sẽ nó lên như vậy thì chúng ta cắt nè, tiến hành cắt tiếp tục giai đoạn tiếp tục ha. Cái này mình tạm gọi là giai đoạn cắt cho bẻ bung xè lần 2 ha, rồi tới lần 3, lần 4, lần 5 thì mình từ từ mình sẽ hướng dẫn mọi người tiếp ha. Đó, mọi người cắt sát xuống luôn. Rồi, đó, cẩn thận nha mọi người, cắt nhẹ nhàng để nó phạm vô cái bẹ bên trong là sau này có thẹo xấu lắm ha. Đó, rồi, mọi người nhẹ nhàng bung ra ha. Đây, mọi người chú ý kỹ nha, bung ra. Rồi, chúng ta nhẹ nhàng cắt nè. Đó, nhẹ nhàng cắt, lấy cái bẹ này ra luôn. Lấy cái áo ôm này, cái này gọi là cái áo ôm của nó mọi người. Đó, nhẹ nhàng cắt, đừng để phạm vô bên trong nha, bên trong còn rất là non đó. À, mọi người cắt chừa lại một ít, chừa lại một ít như vậy nha mọi người, đừng cắt sát quá nha, sát quá thì cây mất sức có thể chết nha. Rồi đến khi nó khô khô thì chúng ta sẽ dọn vệ sinh cho nó sau nữa ha. Đó, rồi chúng ta cắt xuống như vậy, dùng tay giữ cuốn cuốn lá bẻ nhẹ ra, rồi chúng ta sẽ gập nhẹ lại nữa, gập lại cho cái bẹ nó bằng, cân đối đẹp mọi người. Đó, sát nhau ha, gập nhẹ lại, nhẹ nhàng gập cho nó sát vô. Đó, bẹ nó sẽ đẹp lên rồi mọi người thấy không? Đây nè. Đó, tạm thời mình để cây này qua đây ha. Rồi tác dụng để cắt cái bẹ này là bây giờ mình tạm gọi là cắt bẹ cho bung xè lần hai, cắt bẹ bung xè lần hai thì tác dụng chúng ta cắt như thế này nó sẽ không ôm cái bẹ này lên cao nữa mọi người.
nó không 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 vượt lên cao, vượt quá thì nó cao hơn cái lá này nhé. Đó, mọi người hiểu chưa? Thì chúng ta chừa lại một miếng nè, nó vẫn còn phát triển đó người, tại còn một miếng này nó phát triển lên ít nữa. Nó đối với cây này thì cái lá dài quá mình cắt sớm, thì mọi người cứ coi ha, nếu đối với cây dừa lá nhỏ, lá đã săn như thế này thì mọi người đợi gần tới nách mọi người hãy cắt ha mọi người, nó còn phát triển thêm chút xíu nữa mình cắt chừa bao nhiêu đây nè. Còn đối với cây này lá dài thì cắt hơi sớm chút đó, để cho cái lá nó đồng đều với nhau. Rồi chúng ta cái bước tiếp theo là chúng ta sẽ cắt cái này ra nữa nè. Đó, vẫn như cái bước cắt lá bông xè lần một mọi người, thì chúng ta cắt nhẹ nhàng đó, chừa lại một ít tiếp ha, nhẹ nhàng mọi người đó, đừng cho phạm vô đọt non bên trong. Bên đây cũng vậy ha. Mỗi ngày thì cô chú anh chị nào chơi thì đi ra dành khoảng vài phút rồi mọi người, trồng ít thì vài phút là cắt xong rồi, còn mình làm nhiều thì cho nên mình cắt cũng hơi lâu, mỗi ngày mình cắt rất là nhiều cây mọi người. Đó, nhẹ nhàng cái mình bẻ ra ha. Đó. Rồi. Đó, mọi người thấy cái lá nó bung ra đẹp chưa? Rồi, cái này kéo xuống. Kéo nhẹ nhàng thôi mọi người. Cái này mình có thể để kéo kéo xuống để nguyên vậy. Còn mọi người cũng có thể làm gọn, cắt nhẹ nó một chút. Rồi, nó gọn lại ha. Đó. Nó vẫn như cách cắt bẹ một và cách cắt bẹ mà lần một cho bông xè lần một thôi mọi người, thì tới lần hai này nó cũng giống vậy. Rồi chúng ta sẽ đợi đó, chúng ta sẽ đợi cái đọt bên trong cái nách lá này nè, cái nách lá này của cái đọt bên trong nè, nó lên tới trên đây thì chúng ta sẽ cắt tiếp nữa, thì cắt cũng giống vậy luôn mọi người, thì cắt cái bẹ bên trong nó cũng chừa lại một khúc giống như cái bẹ ngoài bên đây. Còn đối với cây đó là đối với cái cây mà lùng vậy ha mọi người, cái lá nó lùng sẵn rồi. Còn đối với cái cây lá dài như thế này đó, thì chúng ta tiếp tục cắt xuống nữa, cắt xuống ít nữa đó. Mọi người nhắm nhắm cắt làm sao mà thấy được cái cổ lá, cái nách lá bên trong, nách lá non bên trong ha, để cho nó bung ra, nó không được lên cao nữa mọi người, nó chỉ phát triển cái bẹ này thôi, nó không lên cao nữa ha. Đây, xuống nữa mọi người. Mọi người đừng lo, cứ cắt đây vài bữa là nó sẽ phát triển cao lên nữa mọi người. Nè, cái khúc này, cái đọt này mình chừa bây dai đây, chắc vài bữa nó sẽ cao lên nữa. Đó, cắt nhẹ mọi người bẻ ra. Đó, bẻ nhẹ ra ha. Nhớ giữ cuốn nè, giữ cái cuốn không thôi bẻ nó gãy nha. Đây, mọi người thấy không? Cái nách lá của nó nằm sâu ở dưới lắm, cho nên là sau này cái lá nó rất là dài. Mọi người cắt sát sát xuống đối với cái cây lá dài như vậy. Còn những cái cây lá nhỏ nhỏ như cây bên đây thì mọi người cắt, nói chung là mọi người nhắm làm sao cắt cho nó vừa tới chỗ cái nách lá non bên trong, để cho nó bung ra, nó chỉ phát triển cái tàu thôi, cái lá nó không lên dài nữa mọi người. Đó, cái đó thì dễ hiểu rồi ha. Rồi khi mọi người cắt như vậy để nguyên vậy, tại vì bên trong còn non mọi người đừng bẻ ra nữa nha. Đó, rồi mọi người lại quan sát hàng ngày, ra chăm sóc tưới nước quan sát thì tới cái đọt này bên trong cái nách của nó, cái nách lá này nè lên khoảng tầm này hoặc là tầm này, mọi người cứ can can lấy cái lá nào làm chuẩn thì mình làm theo như vậy hoài ha. Thì cái lá này Linh sẽ cắt bỏ nè, đó Linh sẽ lấy cái lá này làm chuẩn nè, sau này Linh sẽ cắt bỏ cái lá này, cho nên là cái lá này sẽ làm chuẩn tất cả những bẹ sau này ra, thì tới chỗ này cái nách lá non bên trong tới cái bẹ này là bẹ chuẩn, mọi người sẽ tiến hành cắt 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 thế hoài, thì cái cây nó sẽ đều và đẹp ha. À, bị thẹo mọi người, mỗi lần làm clip với mọi người là hay hư cây lắm. Tại vì để cái máy quay nè phải chồm tới để cắt nè, nó không được chính xác mấy, nó bị thẹo nè. Nó mọi người thấy không, cái thẹo như thế này thì sau này cái lá nó ra nó sẽ có thẹo mọi người đó. Mọi người nên cắt cẩn thận ha. Cây này thì dừa dứa tam quan mọi người, dứa vàng rất là đẹp ha. Rồi cái kỹ thuật cắt là vậy thôi mọi người, rất là đơn giản, rất là dễ thôi, ai cũng có thể làm ở nhà được hết, chỉ cần tỉ mỉ chút xíu là làm được ha. Đó, mọi người thấy hai cây này không? Thì sau khi chúng ta cắt như vậy thì nó đã lên tới trên, thì chúng ta sẽ cắt tiếp tục giai đoạn bung xè lần hai ha. Đó, người tới nó lên nữa thì mình cắt giai đoạn bung xè lần 3, lần 4, lần 5, lần 6.
Đó, đến 5-6 lá. Chúng ta dưỡng được 5-6 lá là cây đã thành phẩm rồi mọi người, là đã rất đẹp rồi. Còn cô chú anh chị nào thích chơi nhiều lá nữa thì tới cắt buông xẹo lần 6, lần 7, lần 8 đó. Có thể nhiều lá hơn ha. Rồi, kỹ thuật là như vậy thôi mọi người. Thì cô chú anh chị nào yêu cây dừa bonsai thì ủng hộ Linh qua cái kênh YouTube, thì coi đó có xem thì đừng quên chia sẻ cái clip, những cái clip video của Linh đăng, ủng hộ Linh ha, cũng như nhấn like và subscribe và để lại ý kiến của mọi người bên phần bình luận video ha. Đó, hoặc là mọi người yêu cầu Linh chỉ cách như thế nào đó thì Linh sẽ thực hiện những cái clip chỉ hướng dẫn mọi người biết gì, chỉ nấy, chỉ tận tình cho mọi người hết ha. Thì đây mọi người, Linh cũng có cung cấp những cái cây cho cô chú anh chị về tự lên chậu rồi tự chăm sóc cho nó ha. Đây, cây sắp thành phẩm, cây này là cây sắp thành phẩm mọi người, cây này đã thành phẩm, chuẩn bị vô chậu. Mọi người thấy cái gốc không, rất là lâu rồi mọi người, xuống gốc rất là lâu rồi ha, rất là đẹp ha. Linh chuẩn bị lên chậu nè, những cây lên chậu thì Linh ship cho khách hết rồi, cho nên là hôm nay không có cái cây để cho mọi người xem. Thì nó cũng tương tương vậy thôi, mình lên chậu rồi mình dọn vệ sinh rễ nè, mình sơn ráo ha. Thì Linh có cung cấp cây sắp thành phẩm là tầm 3 lá và một mầm, cũng như là 3-4 lá mọi người. Về mọi người chăm sóc khoảng vài tháng là nó dưỡng thêm 5 lá, 6 lá là mọi người đã có cây thành phẩm rồi ha. Rồi lúc đó chúng ta sẽ nâng rễ lên chậu theo ý muốn của mình. Đó, mọi người yêu thích thì Linh sẽ ship cho mọi người những cái cây như thế này. Đó, mọi người về chăm sóc rồi lên chậu, tự lên chậu theo ý muốn của mình ha. Đó, Linh ship nguyên cái chậu đen như thế này mọi người, cho mọi người ha. Đó, cái này gáo rất nhỏ, rất đẹp nè. Mọi người có thể kết bạn Zalo trên số, hoặc là liên hệ qua số điện thoại, kết bạn Zalo với Linh. Linh để bên góc phải màn hình nè mọi người. Đó, kết bạn với Linh rồi. Rồi Linh sẽ điện video phone trực tiếp cho mọi người ha. Mọi người xem cây, muốn lấy gáo nhỏ, gáo to thì Linh sẽ tư vấn. Mọi người thích cây nào thì Linh ship cây đó. Còn đối với cây thành phẩm như thế này thì Linh cũng cung cấp luôn. Mọi người về chỉ cần lên chậu, vệ sinh cho cái rễ của nó ha. Xong xuôi là sơn gáo nè, sơn cái gáo thì chúng ta sẽ có cây bonsai đẹp luôn mọi người. Cây này là thành phẩm, rất là đẹp nè mọi người thấy không. Cây này là Linh làm 2 tầng, tức là Linh làm 1 tầng lá nhỏ và 1 tầng lá to. Bên trong này nó đang ra cái lá to nữa, là nó đồng đẹp rồi nè mọi người. Dưỡng cái lá này lên thì tầm 1 tầng cái lá này lên này, như vậy là chúng ta đã thành phẩm rồi đó. Mọi người thấy không, bonsai rất đẹp nè. Còn Linh cũng có cung cấp lên chậu sẵn, sơn gáo sẵn cho mọi người luôn mọi người. Nếu mọi người có nhu cầu thì đặt trước Linh, thì Linh sẽ lên rồi sẽ gửi cho mọi người. Đó, cái này rất là đẹp mọi người, gửi rất là nhiều ha. Nè, mọi người xem này, gửi rất là nhiều luôn. Đó, cái gốc của nó thì rất to mọi người. Cái này mọi người về mua một cái chậu để vô là rất là đẹp luôn. Những cái mẫu như thế này rất là nhiều mọi người. Linh chưa có lên chậu kịp, dưới cũng có khách đặt thì Linh mới lên chậu. Còn những cái cây này thì Linh để cho nó nhiều lá hơn nữa, là để chúng ta làm một cái tác phẩm bonsai đẹp hơn nữa mọi người, là đỉnh hơn nữa mọi người. Cái gốc rất là cao nè mọi người thấy không. Thì có đủ cây hết mọi người. Thì cô chú anh chị muốn yêu thích cái loại nào thì cứ điện trực tiếp Zalo cho Linh đó. Linh sẽ cho mọi người xem trực tiếp luôn đó. Mọi người thích cái nào Linh ship cái đó thôi đó. Linh ship cốt toàn quốc cho mọi người luôn ha. Rồi cô chú anh chị nào mà muốn tự tay mình trồng từ nhỏ tới lớn, nhìn cây phát triển hàng ngày thì phôi, mua phôi, Linh cũng có cung cấp phôi luôn, phôi đánh bóng và chưa đánh bóng đó. Để mình lấy cái phôi cho mọi người xem ha. Đây, Linh có cung cấp cái phôi luôn mọi người. Đây, cái phôi như thế này ha, có mầm lên khỏe, có rễ ha. Đó, mọi người nếu mà muốn đánh bóng thì Linh đánh bóng cho mọi người, còn chưa không đánh bóng thì cái phôi như thế này về mọi người tự đánh bóng ha. Đó, đây phôi mầm to khỏe, ôm chất lượng luôn mọi người. Đó, nè cái cây này rất là đẹp rồi, nó lên ngay 2 con mắt nè. Đó, mọi người chỉ cần để dây ôm thôi, nó phát triển lên là sẽ làm theo những bước, những tập 1, tập 2, tập 3 Linh có hướng dẫn hết rồi, tước bẻ như thế nào, làm như thế nào, thì mọi người cứ theo dõi kênh YouTube của Linh ha.
Thôi clip của Linh xin tạm dừng ở đây mọi người, clip khá dài rồi. Có gì cô chú anh chị nào yêu thích thì cứ liên hệ trực tiếp qua số Zalo cũng như số phone của Linh để bên góc bên phải màn hình ha. Hoặc là trong phần mô tả cũng có nữa mọi người. Đó, thì liên hệ trực tiếp với Linh. Thích cây nào Linh ship cây đó thôi mọi người. Rồi, clip xin tạm dừng mọi người. Chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp mọi người trong những clip bonsai dừa lần sau nữa ha. Chúc mọi người một ngày làm việc thật là nhiều may mắn cũng như là đạt được hiệu quả tốt nhất ha. Rồi, chào tạm biệt mọi người ha.